Ok, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình. Mình là mình đâu smart, nhưng mà mình đang trong bộ đồ của ông chủ tiệm điện máy xanh. Ok. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục với Buron chơi cái thử thách thiên tai về zombie khổng lồ. Thì như lần trước có rất là nhiều bạn kêu mình làm về zombie khổng lồ, thì tập này mình sẽ làm về zombie khổng lồ cho mọi người. Thì Buron sẽ là ở khung màu cam và mình ở khung màu xanh. Thì nhiệm vụ của tụi mình bây giờ là đang xây nhà để có thể sinh sống và sinh tồn và sinh thái và sinh tố các kiểu ở trong cái khu vực này. Thì ok Buron, ông sẵn sàng chưa? Yeah. Ok, bước đầu tiên, chết chà, xì. Bùa ông có thể lấy cái sẻng á không? Tôi quên lấy sẻng cho ông rồi. Ok, mình sẽ lấy cái sẻng. Mình quên mất, mình phải lấy cái sẻng ra luôn. Ok, rồi. Game survival, ok. Bắt đầu rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đào ra. Thì do là lần trước kiểu bị rất là nhiều trục chặt đúng không, nên mình quyết định là lần này mình sẽ để bé tóc ở dưới này khá là nhiều để cho chắc chắn 100% là mình sẽ không bị rớt dưới như tập trước, không có nhìn nó kỳ cục nữa. À, lần này để coi cái nhà của ai có thể chống chịu được nhiều hơn ha. Nhà của mình hay nhà ôi cục bắp, nhà của ông kỳ trước bay nhanh hơn nhà tôi. Ok, mình có obsidian ở dưới, mong là nó đủ. Phải nó vừa đủ luôn chứ không phải đủ. Rồi. Vừa đủ luôn hả? Ừ. What? Thiệt luôn hả? Ok. Rồi để check. Sao bên ông tối vậy? Chắc chưa bật ra lên hèn gì, thiệt tình. Ơ cảm ơn nha. Vừa đủ luôn á. Tính ra là mình tính một cái kiểu một cái nhà vừa đủ luôn. Ôi. Tập này cực hơn tập trước à, tập trước còn có kiểu bedrock để cho kiểu xây nhà không? Tập này là không có bedrock để xây nhà luôn, tập này là sốc mặt luôn nè. Rồi. Chạy chuẩn bị tối đó. Khuyên ông nên cẩn thận bước ra đường. Cẩn thận nha. Trời ơi, ôi giời, ok, ở đâu rồi, ôi cái cúp, ôi, hồi ghê vậy, ôi, thằng nào set up cho cái cobblestone monster egg luôn rồi, hè gì, đập khó quá trời luôn, hồi về có nghĩa là kiểu, mới muốn nó mà đập cái này ra là mình còn bị dính thêm kiểu con Iron Fist. Ok. Ôi tiếng gì vậy? Tôi cũng biết tiếng gì. Không, mình đặt. Hình như là tiếng của nó quăng chỉ cho một đống lò vậy, thằng nào khùng chuẩn bị cái này vậy? Thì ông chứ ai? Đâu, tôi đâu? Chứ ai chuẩn bị? Ai biết đâu, quăng map cho khỉ cho chuẩn bị ấy. Ờ vậy là chắc ông chuối chuẩn bị rồi. Cha đó ghê. Ôi. Tiếng gì vậy? Tiếng cái kiểu giống như là sấm âm vậy. Chắc không zombie nó sắp tới ấy. Ok, ông sẵn sàng chưa? Tôi hả? Tôi chưa xây cái máy rồi ba. Ê, mặc áo giáp vô quên. Mặc áo giáp vô. Đúng rồi. Áo giáp đâu? Áo giáp ơi. Áo giáp rồi. Trời, tại sao mình không mặc áo giáp cho trời sáng ta quên. Mình bị ngu. Ok. Ok. Ok, mình mong là mình có thể sống sót qua cái con trăng này. Thắng cái con khỉ. Ôi, ông build nhà đẹp quá ê. Tôi build nhà đúng xấu luôn. Ôi, nhà ông đẹp mà. Tôi build nhà theo kiểu chống bão 100% ấy. Vậy là xấu hả? Xấu lắm không? Xấu cực luôn ấy. Ôi,
Mong là lần này mình không chết ngu như lần trước ha. Và map nó không bị crash như lần trước. Trời, map kỳ trước crash quá trời crash luôn. Crash super crash. Nhà có gọn hơn phải không này? Ok, nhà gọn gàng hơn là một điểm tốt. Ôi, tôi bốc khói rồi mày. Cái giá làm tôi bốc khói rồi. Ok, mình sẽ làm cho cái nhà nó dày lên. Ok, sẵn sàng chưa? Rồi. Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Rồi. 3 2 1 Ủa cái gì vậy? Nó đang tới. Ôi, mình ở trong này, mình trong này. Mình không biết gì xảy ra hết. Mình nghe tiếng nó rồi. Ôi, nó đang tới. Nó đang tới kìa. Ôi, rồi, được. Wow, yes. Nó đang trưởng tới. No. No. Ôi, vô nhà. Để nắp lại. Ông ở đó mình giỏi nha. Tôi chết chắc rồi. Ha ha ha. À, gì vậy? À. Wow. Ủa, mình an toàn rồi em ơi. Mình an toàn rồi. Ôi, cái gì vậy? À, ôi, nghe tiếng quá trời luôn, không thấy tụi nó đâu á. Ôi, cái gì vậy? Ôi. Ôi cái nhà có sao ơi. Mày ừ. Ôi. Nhiều ơi. Ôi. Ê, tôi chặt không được ơi. Ôi. Tôi chặt được mấy con bự rồi. Ôi. Wow. Chạy. Ôi. Đại dịch tôi kìa. Wow. Cái gì tôi luôn rồi. No. Really? Giết người luôn á. Wow. Thôi mình phải lên giáp lại rồi các bạn ơi. Không ngờ luôn, nó giết người luôn á. Ok, mình sẽ lén lút mình dùng một cái cây xịn hơn. Ok, mình sẽ mặc cái cạc bộ này vô. Xuống dưới cùng bu chiến đấu. Chết tôi rồi, nó bung lũ. Ồ. Từ từ mình đánh người không được, No. Ok, tôi tôi bay vào bu. Ôi, tụi mình đã trở lại rồi đây. Chạy đi. Harry. Ôi, có cái chân bự ơi. Ôi, cái chân quá bự ơi. Cái chân bự quá nè. Mày. Ôi, nó hút tôi đun xa luôn ơi. Ông nghĩ là nó ơi nó mất ông à. Tôi hạ mấy con nhỏ. Ông đập bằng cách nào hả? Ok. Ô, nó đang chết đó ba, nó đang chết dần đó ba. Ôi, tôi đang hạ mấy con nhỏ. Chạy hết rồi, bố ơi. Lần này chúng ta phải thắng, chúng ta không thể nào thua được nữa. Chúng ta không thể nào thua được nữa, mày chết đi. Tao với mày à, vô đây. Solo mày. Dứt mày liền nè, dứt mày nè, dứt mày nè, dứt mày luôn, dứt mấy con nhỏ của mày luôn.
Ê! Quá! Wow! 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 Nó dậm một cái sét đánh đùng đùng luôn. Hốt nó nè, hốt nó nè. Hốt nó. Ôi nó chơi đá kìa. Ôi trời, nó đá cái răng nhất chỉ luôn ông ơi. Cứu ơi, cứu. Quét càng quét, càng quét hết, càng quét hết, càng quét hết. Ôi, giết mấy nhỏ vẫn được mà giết con lớn hết được luôn rồi. Lớn đập tôi chết luôn á ba. Wow, tao không chịu nổi nữa rồi, tao không chịu nổi nữa rồi, tao thề luôn. Tao không bao giờ chịu nổi nữa rồi. Một khi mà mày đã chọc con nổi điên rồi nha. Ôi, nó lên hai con rồi kìa. Mày chết đi, mày chết đi. Wow, wow, mày wow, ra thịt mà nó không chết. Mày xạo mày. Giờ muốn sao? Wow. Kiểu này sao chơi? Wow. Ôi vậy con này nó bất tử rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mình khá là đáng tiếc khi mà mình không diệt được con này. Từ nay đi chứ không chơi cái này nữa đâu. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và mọi người hãy nhớ like, share, subscribe nếu mọi người thấy hay. Và hãy nhớ comment ở phía dưới nhân vật tiếp theo mọi người muốn mình đấu là con gì. Thì ok, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Mình sợ cái con zombie thì phải. Mình vác cái kiếm khổng lồ rồi mình đem đi bán thôi. Bye bye mọi người, bye bye.